Xin chào các bạn, quay trở lại với series về thai giáo. Thì ngày hôm nay mình có một cái chủ đề rất là thú vị, đó chính là chúng ta thường là quen với cái khái niệm là mẹ thai giáo cho con, đúng không ạ? Bởi vì là trước khi chúng ta mang bầu thì chúng ta mang theo em bé 24/24 mà, cho nên là rất là thuận tiện cho cái việc thai giáo. Thế nhưng mà trên thế giới đã rất là nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi mà bố thường xuyên thai giáo tương tác trò chuyện cùng với con thì sẽ làm tăng cái sự phát triển toàn diện của thai nhi. Các em bé được bố thai giáo thì sinh ra sẽ thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn, hoạt bát hơn và phát triển nhanh hơn những trẻ cùng trang lứa rất là nhiều. Vậy thì có những cái cách nào để bố có thể thực hành thai giáo cho con thì ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Cách đầu tiên đó chính là massage. Massage nó làm tăng lưu lượng máu. Cái điều này nó rất là quan trọng đối với mẹ bầu bởi vì nó giữ cho cái hệ thống bạch huyết hoạt động ở hiệu suất cao nhất, đào thải những cái độc tố ra khỏi cơ thể. Bố có thể massage cho mẹ bầu từ 1 đến 2 lần và mỗi lần từ 10 đến 15 phút hàng ngày bằng cách là chúng ta đặt tay nhẹ nhàng lên bụng bầu, xoa thật nhẹ nhàng theo chiều từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Và trong quá trình massage ấy, thì chúng ta có thể sử dụng dầu dừa nhé, bởi vì là dầu dừa rất là lành tính. Thứ nhất là tốt cho cái phần da bụng của mẹ và thứ hai là nó cũng giảm cái tác động mạnh từ tay của bố, tức là chúng ta sẽ massage thật là nhẹ nhàng thôi. Trong quá trình massage thì bố cũng nên nhắc nhở mẹ bầu là không nên nằm ngửa, bởi vì cái trọng lượng của em bé chèn ép lên tử cung và lên các mạch máu ấy, nó sẽ làm giảm cái lưu lượng máu đến nhau thai. Cái thứ hai đó là thai giáo bằng âm nhạc. Thai giáo bằng âm nhạc chính là một cái thứ ngôn ngữ không biên giới giúp cho bố mẹ có thể kết nối cùng với con. Rất là nhiều nghiên cứu đã chứng minh cái vai trò sức mạnh của âm nhạc đối với sự phát triển và trí thông minh của trẻ. Bố có thể bật những cái bản nhạc cổ điển du dương như là Mozart hay là Beethoven, hoặc là bất cứ những cái giai điệu vui tươi nào. Tất cả nó đều có tác động rất tích cực đến cả chỉ số IQ và EQ của trẻ. Và có một cái nữa đặc biệt lưu ý, đó là bố nên và rất rất nên hát cho cả mẹ và con cùng nghe. Đó chính là cái sợi dây kết nối thần kỳ của cả gia đình. Chắc chắn là gia đình bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cách thứ ba đó là kể chuyện và đọc sách cho con nghe. Những cái câu chuyện cổ tích này, những cái câu chuyện danh ngôn hay là những câu chuyện về thói quen, rồi là những cuốn sách bổ ích mang cái ý nghĩa tích cực, thì nó tác động rất là lớn đến cái quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ của trẻ sau này. Nó giúp các bé có cái khả năng nhận biết và sử dụng ngôn ngữ linh hoạt. Có một điều lưu ý là chúng ta nên tránh những cái chuyện hay là những cái cuốn sách về ma quỷ hay là bạo lực, rồi nói chung là những cái cuốn sách mà nó có ý nghĩa không tích cực. Cách thứ tư đơn giản nhất đó chính là trò chuyện cùng với con hàng ngày. Thì thực ra chúng ta đừng nghĩ là thai giáo là nó xa vời hay là nó cao sang gì ở ngoài kia cả, mà các ông bố có thể thực hành thai giáo từ những cái điều đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày, đó chính là trò chuyện cùng với con. Bất cứ khi nào, kể cả khi bố làm việc hay khi ngồi chơi, hay ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ vị trí nào, bố cũng có thể trò chuyện cùng với con. Khi chúng ta làm việc này, hay nấu cơm này, hay là quét nhà hay làm cái gì đó ở những hoạt động thường ngày xung quanh cuộc sống của chúng ta ấy, thì chúng ta cũng trò chuyện cùng với con, miêu tả cho con biết là công việc này nó như thế này này, hay đồ vật này nó như thế này này. Cái điều đó ấy, nó sẽ giúp cho con của chúng ta sau này khi ra đời, các bé sẽ dễ dàng tiếp xúc và làm quen được với cái môi trường sống xung quanh. Hay chỉ đơn giản là những cái câu chúc ngủ ngon mỗi tối, hay là chúc ngày mới tốt lành và hỏi thăm sức khỏe của em bé mỗi buổi sáng, thì nó cũng khiến cho tinh thần của cả mẹ và em bé đều vui vẻ và hạnh phúc hơn rất là nhiều. Đó chính là một số cách rất là đơn giản mà các ông bố có thể áp dụng để thai giáo cho con và chúng ta chuẩn bị đón những đứa con yêu chào đời vừa thông minh, vừa vui vẻ và hạnh phúc nhé. Nếu như các bạn có bất kỳ ý kiến thảo luận hay thắc mắc nào thì các bạn hãy comment ở ngay dưới video này để chúng ta có thể học tập lẫn nhau nhé. Và để nhận thêm nhiều video hơn nữa về hành trình thai giáo và cùng con khôn lớn cũng như là nuôi dạy con sau này thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh ngay ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.